mai là có Đàm Nương với lại có hai ca sĩ nữa mà Quách Tuấn Du. Trời ơi. Còn mấy tiếng mà. Sơn Tùng MTV có không? Không, Quách Tuấn Du, Đàm Nương với lại anh Bơ, anh ca sĩ Bơ Hưng mời ba đến dự buổi khai trương ra mắt MV ở tại quán KK phường 1 quận Tân Bình hẻm 226. Anh nói với con là ráng mời được ba qua bên đó, chỉ một mình ba mà thôi. Anh nói là con ráng mời ba mà như con lo sinh nhật con vui quá con quên thứ ba, là anh nói là ráng mời ba hơn Trần qua, chỉ một mình ba qua thôi. Anh muốn tiếp xúc với ba và anh muốn mời ba qua khai trương ngày mai, đúng 7 giờ sáng ngày mai với tụi con. Ok, sẵn qua cái clip này thì ông Trần cũng cảm ơn ca sĩ thì ông Trần mai qua quay MV hỗ trợ thêm cho cái clip. Anh nói là mời cái này là có thiệt nha mọi người chứ không phải là giỡn đâu. Nhưng mà anh nói là mời ba quay dài lâu, anh nói mời ba quay dài lâu nhưng mà chỉ một mình ba hợp tác thôi. Rồi ok ha. Dạ. Anh nói là mời ba ráng cố gắng mời ba qua, ba không qua anh rất là buồn. Mai hơn Trần qua. Mai là 7 giờ sáng. 7 giờ sáng hả? Sớm chưa vậy? Dạ, anh nói 7 giờ sáng. Ồ, con cúng kiến nữa. Rồi. Con cúng kiến khai trương nữa. Là khai trương luôn hả? Khai trương làm MV chứ không? Ngày mai. Đóng máy á, quay phim đó mà. Bấm máy luôn. Bấm máy á. Rồi. Thì ngày mai hôm Trần sẽ qua thử coi như thế nào ha. Xem bấm máy anh Khoa quay cái MV của ca sĩ đó. Mai cúng kiến luôn hả Khoa? Thì có lễ cúng kiến rồi Trần. Quay MV của ca sĩ. Cái đó có thiệt đó. Tại hôm bữa Hương Trần cũng gặp cái người đóng clip quay rồi. Quay cho Khoa hả? Có nghĩa là Khoa trong trọng là Khoa có một giai. Khoa có một giai là cái clip MV của người ta. Và bây giờ là Khoa sẽ ở bên quán KK luôn. Bên đó sẽ là phối hợp với ba Hương Trần. Không cho bất cứ ai qua ngoài khác ba Hương Trần. Chỉ một mình ba Hương Trần được qua thôi. Và hợp tác dài lâu với ba Hương Trần luôn. Để nó quay MV luôn, không cho bất cứ một ai khác ngoài ba Hưng Trần. Rồi ok Khoa, thì để coi Hưng Trần qua anh Bảnh coi thử coi như thế nào rồi có thể là thông báo cho mọi người biết. Anh nói là chỉ một mình ba thôi, anh thì hợp tác bây giờ lâu. Rồi ok Khoa, quay MV, ca sĩ mời Khoa trong một cái vai nào đó trong cái MV đó. Thì nói chung là qua cái clip này nếu mà có đóng MV thì rất là cảm ơn anh ca sĩ là có lời mời Hưng Trần cũng như là mời anh Khoa vô đóng MV. Anh ai ký chuyện của con luôn á, nhưng mà anh nói là anh muốn mời một mình ba thôi, anh khoái ba lắm. Rồi ok. Anh nói là muốn mời một mình ba, hợp tác thì mai, dài lâu luôn. Ok, mai qua chúc mừng. Nó chỉ một mình ba thôi, không được ai khác. Đây có khi nào đóng cái MV đó thằng Khoa nổi tiếng luôn không ta? Nổi tiếng luôn á. Đúng rồi, nổi tiếng luôn Khoa. Đúng đó. Nhưng mà nó không chứ, không nó nhập Khoa nó có già, những người không già được. Không, ngày mai đóng vai một người con gái. Con gái, đúng. Giả lộ, mai con Khoa giả lộ. Có bà ba không? Có hết rồi. Thì có gì đâu có vậy. Anh nói là trang phục con hết rồi luôn ba. Anh nói trang phục con hết cho con rồi. Ngày mai có thể đóng MV luôn. Tử lên tao ba tử. Đó là cái chuyện bà cứ la hoài. Ngày mai là con sẽ đóng MV chính thức. Và anh mấy anh ca sĩ đó yêu cầu con là không được bước qua đây nữa. Sao kỳ vậy? Anh ca sĩ nói là nếu con bước qua đây là mua bản quyền qua luôn hả hay gì? Không, anh sẽ không bằng lòng cho con quay nữa. Anh nói nếu con hợp tác với ba. Thôi để mai hơn Trần nói chuyện với anh đó mọi người. Ý cái chỗ mi là anh đã nói là độc tài là cho Khoa qua bên nhà quán cà phê đó thôi. Độc quyền. Anh nói là không cho con bước chân quay nữa. Khoa biết là ca sĩ độc quyền biết trả bao nhiêu tiền không? Trả tiền nhiều lắm. Anh nói là sẽ không. Anh đã nói là sẽ không cho con bước vào đây, nếu con bước vào đây anh đã cắt hợp đồng với con luôn. Trời ơi, có hợp đồng luôn, có ký chưa? Ký rồi luôn. Nhưng mà ký hợp đồng bao nhiêu tiền? Tiền bạc thì mai nói. Ý là giấu kính, nó không có về cho bộc lộ ra mọi người, thấy không? Hoa nói là một người đó hợp đồng với con là giấu kính. Nhưng mà mình nhìn khoảng là chỉ nói 10 triệu không?
ở 10 triệu không? Chưa biết. Không bao giờ nói nha. Các người hờn giấu kín vậy á, chứ nó là làm tao bực mí rồi. Hoa lúc này là ok đang hot với mọi người, biết sao không? Diễn viên đóng vai diễn viên mà cho tránh nha mọi người. Đóng vai một người con gái mà áo bà ba là áo dài. Không. Mặc áo đầm thiệt đẹp mà mai ảnh mất cất có mời có người xuống mất cất luôn rồi. Trời ơi, có người mới cất đi theo đòn luôn đó mày. Đó. Đóng máy quay luôn, mai làm lễ khai trương luôn. Không, không được chỉ là mà chỉ là mời ba thôi đúng không, đúng chính xác. Anh nói là bây giờ chỉ được một mình ba hợp tác dài lâu với MV này. Nếu mà ba giận theo ai đàng hoàng, mai là Hương Trần qua ký hợp đồng luôn á chứ không giỡn đâu. Nếu mà Khoa đã ký hợp đồng thì Hương Trần cũng phải ký hợp đồng luôn chứ sao. Thì đó, anh nói bây giờ chỉ một mình ba được. Có khả năng đó, đời nếu Hương Trần sẽ lên hơn. Con sẽ bị cắt hợp đồng luôn. Chúc mừng Hương Trần luôn đi, nhiều khi mai ra qua ký hợp đồng sao. Nếu mà hai cha con mà nổi chứ chết rồi mà Hương Trần đâu. Hương Trần mà chảnh chẹ với tiểu tử lúc đó, tiểu tử giả bạch tay của hai bà. Nó nổi tiếng rồi đúng không? Tôi không nói chuyện bà. Mày già cỡ chưa tới tội mày lại đóng hoài vậy. Nổi tiếng rồi, nổi tiếng rồi. Đúng rồi, sắp thành sao rồi đó. Hết tiếng chị hai với lại mẹ rồi. Ba, bây giờ mai ba cố gắng, ba mang giày giùm con. Rồi mang giày phải không? Mai rồi ba cố gắng mang giày con cho thiệt đẹp. Nhưng mà mai Hương Trần chưa có đóng mà mang giày gì? Đâu, nhưng mà... Vô bắt đầu phải không, nói là ba. Nhưng mà mai đây là khai trương cúng kiến luôn. Mai có mấy ca sĩ tới nữa. Bắt mang giày nữa má ơi. Bình thường Hương Trần ít mang giày lắm, giờ bắt mang giày luôn nữa. Ngày mai là có ba ca sĩ có đàn nâng nữa. Đúng. Ai nữa đánh thương ai nữa. Đây, nói nhờ chút bỏ qua. Còn ca sĩ nói tiếng không hay vậy? Mai là có đàn nâng. Với lại có hai ca sĩ nữa mà Quách Tuấn Du. Trời ơi. Còn nói tiếng mà. Sơn Tùng MTV có không? Không, Quách Tuấn Du, đàn nâng với lại anh Bảo Hưng Miền Tây thôi. Bảo Hưng Miền Tây. Trời ơi, toàn ca sĩ nổi tiếng không, nghe không là thấy hot rồi đó, quá hot. Mai là có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tới với lại là Quách Tuấn Du. Mai qua Hưng Trần sẽ quay cái clip mà gọi là hậu trường cho mọi người xem. Mà thường thường hậu trường nó lại rất là vui nha mọi người, nếu mà có MV Tết đồ á. Tại vì nếu thì mà bây giờ là ngày mai anh muốn ba qua 7 giờ sáng, nhưng mà ba mặc áo dài tay, mang giày đàng hoàng con. Tại mai là có anh Đậm Nâng rất là quan trọng. Rồi mọi người lại coi được không? Dạ không, anh muốn chỉ mình ba thôi. Ok luôn, mai anh Trần đi qua coi thử ra. Sớm quá, cổ tâm quá vậy trời. Mai tại vì có hai ca sĩ nổi tiếng là Quách Tuấn Du với Đậm Nâng. Ôi, hai ca sĩ nổi tiếng luôn, nhưng mà Hảo Huy là đúng ra nhân vật chính là bằng cái đầm tóc lọn tóc hai mái tao bu không tóc để tóc giả luôn má ơi tóc xù không mai có mấy cái hết rồi hay quá vậy trời mà đầm hai dây đầm mà đầm sao có đóng chung với tiểu tử được không cái này là chỉ bên đó rồi chứ bên này được chứ là mai tiểu tử để từ từ mai á, sao đi đừng buồn không chỉ bên đó thôi, không được ai bên này qua đó đó. Chỉ được một mình ba thôi. Rồi bây giờ nghe chị Đào nói nè, bây giờ chị Quy mời em qua đóng chung chị Quy em chịu. Em nổi tiếng rồi. Bây giờ ba ngày mai ba mặc áo dài tay giùm con. Ok quá. Ba mang giày giùm con ngày okay. Mai. Bây giờ là con phải đi mua cái bộ đất nữa. Con đi mua cái bộ đất. Ủa trang điểm à phụ đồ là phụ diễn đồ người ta lo hết không. Chứ là mắc mới gì phải mua. Ảnh lo hết nhưng mà con muốn mua một cái bộ tóc. Ảnh nói là cắt bính đàng hoàng. Nếu đâu có cắt bính. Thắp được. Ngày mai nếu mà bây giờ chị đâu? Em muốn nhờ anh chuyện được không? Nhờ gì? Nhờ với anh được không? Nói đi mà nhờ chị. Đưa lại. Nói cứ hỏi nhờ hoài. Bây giờ em có bộ tóc giả ở đây. Rồi. Chị cắt bính em được không? Rồi. Quá. Sao mày không giao tiền cho ta đi? Trời má đang quay. Quay xong rồi. Được rồi.
không được, em phải mua cái đầu tóc thẳng dài gì nè, mới thắt bánh được. Cái này quá ngắn, không thắt bánh được, quá ngắn. Tôi về mua đâu vậy? Tự nó có cái đầu ấy thì mình mua cái đầu mới. Mới gì vậy? Bây giờ lái nghe nào, nhưng mà phải mua lúc giờ có chị khán giả đó mà đã rồi. Gì kêu giấy tên dạ. Cho mình cho lại 600 đó. Thì Lợi cũng xin cảm ơn chị, chúc chị gia đình sức khỏe. Nhưng mà cái 600 này á, Lợi xin á, chút nữa á, Lợi với Phương Trần á, đi qua Bình Miễu á, Lợi á, cho Mỹ Mỹ 300, cho Mỹ Mỹ cái phần này 300, Lợi chỉ lấy 300 thôi, cho Mỹ Mỹ 300 để xong sang sớt bớt. Tại vì nó bên bệnh nó bị bệnh nó nằm cũng khổ lắm. Nó cũng là xưa cũng là bé đây, cũng chị em ở cùng đường, nó cũng nhảy nhót chung cái điện tử luôn. Thì có gì chút nữa lại Phương Trần qua bên bệnh bên Miễu á, rồi cái đầu đưa cho nó 300 rồi cho nó. À, ok, cảm ơn. Để cũng cảm ơn Phương Trần luôn, thì cũng nhờ Phương Trần mới có được tiền, thì là mình san sẻ bớt ra cho những cái mảnh đời còn khổ hơn mình nữa. Giờ mình còn đi buôn bán, mình còn kiếm được tiền, còn giờ nó nằm ở lụm dây chai không. Mà hồi xưa nó cũng là thời cầm tiền cầm vàng rất là nhiều luôn. Nếu mà những người cái thời xưa là biết Mỹ Mỹ là cầm vàng, mà vàng cây luôn á, vàng cây luôn á, mà ở ngã bảy nè, bây giờ chỉ khổ mà bây giờ phải lụm chai chai. Đó là cái mảnh đời, cái cuộc đời là của cái bóng đó. Nhưng mà bây giờ mình nói gì nữa, bây giờ mình chỉ có hỷ xả thôi. Mình hay ta giờ không biết giờ mình giúp được một ngày hay hai ngày, không biết làm nó sống được một ngày hay hai ngày thôi. Mình cộng đồng, ví dụ như giờ Phương Trần quay gì đó, người ta thấy có những người khán giả hồi xưa mà có coi nó hát đồ thấy á, thì người ta thương, người ta cho nó được cái gì người ta cho. Thì Hân Trần sẽ đi theo Quách Lợi đến nhà Mỹ Mỹ quay cái cảnh cuộc sống của Mỹ Mỹ để cho mọi người xem. Nó nằm ở ngoài đình của ông ta chứ không phải cái nhà. Người ta thường người ta cho nó nằm y hệt Nhân Khoa vậy đó. Người ta cuông mang nó chứ không có bà con ruột thịt gì hết, mà tanh cho nó nằm vậy đó cũng mười mấy năm rồi đó. Dạ. Cũng Nhân Khoa vậy đó. Dạ. Tội nghiệp ghê á. Thì Hân Trần sẽ qua quay chị Mỹ Mỹ hả? Thôi cũng chúc cho chị Mỹ Mỹ sớm mau bình phục sức khỏe nha. Mỹ Mỹ ơi, cố gắng lên. Chị em mình cùng đồng cảnh ngộ. Thôi cũng mong là Mỹ ơi, hãy cố gắng lên. Đừng bao giờ nạn chí mà bỏ bây giờ qua với lại đi không? Đi qua thăm Mỹ Mỹ không? Cần đi qua Mỹ Mỹ quay đi. Cần đây nè. Bây giờ mình không chơi thì cũng tự mình qua thăm Mỹ Mỹ. Mỹ gần đây nè. Nào đi luôn. Đi luôn, đi nào đi luôn. Đi luôn, đi không? Đây. Ok, em uống nước hả? Ở đây à, cách cái hè. Đi bộ hay vậy? Đi bộ qua cũng được nữa, đi độ qua cũng được nữa. Băng qua nè. Băng qua đường vô cái hẻm. Tại vì Hân Trần đi với lại Quách Lợi với lại anh Khoa thăm Mỹ Mỹ. Thì mai Khoa biết sao không? Mai mà giả lộ quá thì phải giả cho tới, hiểu không? Giả cho nó dễ thương. Biết rồi, ngày mai là có đèn. Thắt biến đồ vô. Thắt biến đồ vô. Mang guốc rồi vô, nếu mà mặc áo đầm rồi mang guốc rồi vô cho nó đẹp. Khi mình lên phim rồi cho nó đẹp, hình ảnh mình mới có, hiểu không? Ngày mai là có đoàn mới cấp thú hết luôn. Ngày mai có hai ca sĩ đầm với nương một Quách Tuấn Du cũng tham dự luôn. Rồi thôi Hân Trần kết thúc clip đây nha. Rồi qua thăm chị Mỹ Mỹ như thế nào. Cảm ơn mọi người nha. Chúc mọi người một ngày vui vẻ, chủ nhật cuối tuần vui vẻ. Sức khỏe, an khang, mạnh khỏe. Chuẩn bị bước qua năm mới. Chúc mọi người thành công trong công việc. Noel này đi sao? Đi Noel qua rồi. Hôm nay 25 cũng còn Noel, chúc Noel luôn. Chúc mọi người Noel vui vẻ, Giáng sinh vui vẻ, Merry Christmas. Chúc mọi gia đình, mọi người trên đất nước Việt Nam đều được gặp nhiều niềm vui trong mùa Giáng sinh. Ok, thôi Hân Trần kết thúc clip đây nha. Anh Mẫn, bye bye, chào tạm biệt mọi người.